Theo như tôi được biết thì tỏi đen là một thực phẩm có lợi cho sức khỏe của con người. Chính vì thế mà ngày hôm nay, chuyến xe nông nghiệp sạch đã có mặt tại điểm đặt bút đầu tiên trên bản đồ hình chữ S, thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh để tìm hiểu về sản phẩm tỏi đen. Tỏi đen, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, nơi phân bố thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sản lượng đạt khoảng 20 tấn tỏi nguyên liệu trên một năm. Mình phải chọn những cái củ tỏi nguyên liệu như thế nào thì đạt tiêu chuẩn để làm tỏi đen ạ? Ở Móng Cái mình gọi là tỏi thía ở đảo ấy thực. Vì cái giống tỏi này là ở ngoài đảo ấy thì người ta có trồng từ lâu lắm rồi. Khi thu hoạch tỏi về thì mình đều gửi mẫu đi kiểm nghiệm ở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để kiểm nghiệm chất lượng tỏi xem có hàm lượng chất độc hay không. Để sau đó bắt đầu mình về mới bắt đầu mới triển khai để sản xuất ra cái dòng sản phẩm tỏi đen này. Mùi nó rất là nồng. Cay quá. Cảm giác như kiểu là nó vừa cay ở đầu lưỡi mà nó lại vừa kiểu bốc lên mắt ạ. Tỏi này sau khi mình sơ chế xong rồi thì mình sẽ chế biến tiếp theo như thế nào? Cho vào cái hộp inox này, mình cho bằng miệng. Bằng miệng thôi, không cho đổ hở nữa. Mình bịt cái miệng lại. Cứ thế này là mình cho vào ủ thôi chứ mình không cần phải sử dụng men hay là gì hết. Không. Bịt cái miệng vào để cho tạo độ ẩm ở trong cái hộp này. Cái lò ủ này của mình hoạt động theo cái nguyên lý nào? Công nghệ thì là em mua là của bên Nhật Bản. Còn máy ủ tỏi đen thì sản xuất tại Việt Nam. Thứ nhất là dùng nhiệt. Nhiệt là bóng sấy và quạt tạo nên cái nhiệt toàn bộ cái nồi. Làm sao nó cái nhiệt nó lên tới tầm trung bình tầm 60-65 độ và duy trì tầm 40-45 ngày. Sẽ tạo ra được cái sản phẩm tỏi đen như này. Tỏi ủ càng lâu bao nhiêu thì tỏi nó chất lượng càng cao bao nhiêu. Nhiều người ta cứ nghĩ rằng ta làm ra tỏi đen được rồi, nó cũng điện ấy, đổ bia vào người ta ủ trong vòng 10-15 ngày cũng ra tỏi đen. Nhưng mà chất lượng đảm bảo là chất lượng nó không bao giờ tốt. Qua thời gian 40-50 năm ngày thì nó sẽ ra sản phẩm tỏi như này và nó sẽ ướt. Do đó mình phải đổ vào đây để qua một cái quy trình sấy khô trong vòng 15 ngày nữa thì nó sẽ ra cái sản phẩm khô. Sau thời gian 15 ngày sấy thì ta được sản phẩm cuối cùng đây này. Nó cay như là tỏi tươi đúng không? Không, bây giờ nó ngọt. Bây giờ nó ngọt, cái chính vị cay tạo nên vị ngọt. Hoàn toàn không có vị cay và rất là thú vị ạ. Nó dẻo dẻo, ngọt ngọt. Nói chung là rất là ngon. Nhưng mà tỏi đen này thì có công dụng gì đặc biệt ạ? Công dụng của tỏi đen này nó rất là tốt cho con người mình. Nhất là nó giảm được cholesterol, giúp ăn ngon miệng, bảo vệ tim mạch, đường huyết, hạn chế lão hóa và còn phòng ngừa ung thư rất là tốt. Bây giờ thì em mới biết là tỏi đen lại có nhiều công dụng như thế ạ. Với rất nhiều những công dụng tốt cho sức khỏe, đồng thời được sản xuất theo một mô hình khép kín và đảm bảo an toàn, thì những sản phẩm này đã mang lại thu nhập ổn định cho những người dân nơi đây. Đồng thời tôi cũng như quý vị, những người tiêu dùng lại có thêm một sự lựa chọn để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thị trường tiêu thụ: Quảng Ninh, Hà Nội.